14, 18, 14 gram bình thường. Ít gồm CO2, COS, SS2 và SNS tác dụng hết với các NO3 đặc nhóm như câu việc về khí sự có NO2 vì sinh trưởng thực phẩm của đứa duy nhất và những dược y cho toàn bộ y vào dược dư dịch BACN2 thu được 46,6 gram kết của còn khi cho toàn bộ y tác dụng với dung dịch NH3 như thu được 10 Giá trị B là ok. Bây giờ cô hỏi này, cái hỗn hợp này là cô quy đổi về thành cái gì đây? Đúng rồi, COS và đặt số mol ABC được chưa? Rồi, khi còn với H2O3 đặt nóng dư ra. H2O3 điện cho đặt nóng dư nha. Thì tạo ra gì đây? Tạo ra gì không? Ô Mô mẻ thứ hai cô đã nói lưu hình mà tác dụng H2O3 là ra S4 2 trừ. H2O3 dư đầu tiên ra S4 2 trừ rồi gì nữa? CO2 cộng rồi gì nữa? ba cộng F3 cộng rồi gì nữa? bốn Mua ra mà nô. Nô 2. Còn gì nữa? Ok. Rồi, bán sang. Số mol này 4, 2 trừ nhiêu mol? Đặt ABC. Lấy được 4, 2 trừ là C mol. CO2 cộng là A mol. F3 cộng là B mol. Ok. NO2 có số mol chưa? Chưa có, đặt luôn đi. X mol. Thế đặt ý vì cô nhắc đặt D quá đi. Viết D này mày. Rồi D cho ra gì? no. Cho Y tác dụng với BACL là 2. Ai tác dụng được với BACL là 2? Đấy. Cái gì trong Y tác dụng BACL là 2? Y có cái gì? Huy. Đi coi. Rồi có ai nữa? 2 cộng. Ra nữa. Dạ, tác dụng BAC là 2 để ra cái thủa. Đúng rồi. S số 4 2 trừ. Cộng BA 2 cộng. Nhớ là BA 2 cộng dư nha. Rồi ra BA 4. Số mol BA 4 mấy? Mấy? Trời ơi, M lớn 233 nha. Không biết làm. Vậy tính được cái gì bằng 0,2 rồi? Là mấy? C bằng 0,2 chưa? Rồi có gì nữa nữa không nghe? Mấy? Ai tác dụng nữa? Ba dư mà ra cái tủa. Em hai ba rồi. Đúng rồi, F3 ba cộng. Còn CO2 cộng tác dụng nữa, 3 dư là ra phức chất chứ không ra cái tủa nha. Tại là nó BOH 3 lần. Ở đây mình không có quy trình được, mình suy thẳng luôn. F3 ba cộng là mấy B mol? F3OH 3 lần là mấy? Đúng rồi, 10,7 chia 107 là bằng 0,1. Tức là gì bằng 0,1? B bằng 0,1. Rồi. Rồi tiếp tục con. Này cái bài này hình như cho dư đề. Có. Còn bài này hình như dư đề ấy. Bởi vì nếu cô có CO2 cộng F2 3 cộng rồi cô tính được số mol 4 2 trừ bằng bảo toàn tích không?
Đó, cũng đang dư đề chứ bộ. Rồi bây giờ làm đang tính cái lưu hình. Làm đang tính cái lưu hình, bài nó dư đề phải dùng gì hết. Làm đang tính được lưu hình nè. 50 64A cộng 56B cộng 32C là bằng 18,4. Bài nó dư đề. Đúng không? Bảo toàn tích mình tính mình ra cái C mà ta. Tổng khối lượng của x á, tổng khối lượng của x á là 18,4, là quy đổi nó cũng bằng 18,4 luôn. Dạ nó C mấy? Không mấy? Ủa nhanh nhanh lên đuổi về thì cô đi chợ. Số môn của luôn hình đó à? Ừ vậy quên ha. Ờ, CU là A không một à. Để cô thử coi nè. Cái bảo toàn tích em có đúng không? Đề này hình như đi đề chứ. Là 2A cộng 3C, 3B là bằng 2C, thử coi đúng không? 2A cộng 3B là mấy? Tính ra được A không? 2 nhân A, 3 nhân B, B là 0,1. C là 0,2. Có đúng không? 2A. Đó quên, 2A bằng 2A cộng 3B là bằng 2C. Mà là tính ra, nếu bảo toàn tích là tính ra bằng mấy? Không có 5. Đúng không? Nếu tính bảo toàn tích á, mà tính theo cái kia là mấy? A mấy? A không một. Ồ. Không mâu thuẫn à? Nên cho Hả? tôi về thì Ôi quên, trong dịch còn có muối nổ ba nữa mà. Ôi giời ơi, đúng rồi, còn muối nổ ba trừ nữa, quên đi. Trong cái nó còn muối nổ ba trừ nữa. Bài tôi bài mà quên cái muối nổ ba trừ nha. Sau đây nha. Được chưa con? Nếu ở đây mà bác tính muối trong y thì cũng tính được luôn. Rồi giờ làm răng tính số môn NO2 đây. Okay. Ờ, bảo thằng A. Ôi đề không cho dư đâu nha. Tính chính lại nha. Quên là cái y còn nữa ba trừ nữa. Trời. Còn cái h cộng nữa chứ. Trong cái y còn h nữa ba dư dư mà. Trời ơi. Rồi bảo toàn A cô có gì đây con? Ai tăng? Ai tăng? CU là 2A cộng 3B. Ai tăng nữa? Lưu hình tăng nữa 6C. Bằng 1 nhân x. Lưu hình tăng từ 0 lên 6 mà. Chỉ máy. Mình đang từ mấy đi đó. Tăng từ 0 lên 6. Lưu hình 0 lên cộng 6 cho mấy, muốn ai trừ cộng 6 mà. Ý là nhiêu môn? Một Thôi bảy à? một 1,7. Rồi tính được cái V không? Lấy cái nó nhân nhân 2, 2, 4 nha.